Nói chuyện tao trâu mày tao thấy khó chịu đúng rồi. Mai mốt cạo chân mày đi khỏi trâu lại. Anh thích em, thích nụ cười, thích ánh mắt, thích cả bờ môi, thích bước chân kiều xa gót ngà, thích tất cả những gì là của em. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Anh rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Thôi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Ok. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam và chào quý vị khán giả. Rồi, chú chào con. Con tên gì? Dạ, con tên là Trương Mỹ Thảo. Năm nay con 24 tuổi. Dạ, quê con ở Đồng Nai. Hiện con đang làm phiên dịch viên tại một công ty Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh. Arigato. Arigato gozaimashita. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả em trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lê Tấn Tài, em nay 28 tuổi. Em đến từ dòng riền Kiên Giang. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Long Thành, Đồng Nai. Đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Toàn Phát Tài. Em làm công việc gì trong đó? Công ty là của em luôn ạ. Hèn chi nó trùng tên. Vậy là vui rồi, hôm nay Tấn Tài tới ha. Dạ. Con gái bên kia giới thiệu luôn đi. Ưu khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của con là con rất là vui vẻ, hòa đồng, con hay cười. Con cảm thấy là con có trách nhiệm với bản thân, với công việc, với mọi người. Và con hát cũng được. Rồi. Hát cũng được. Còn cái nhược điểm của mình? Nhược điểm của em thì nhiều khi em nói chuyện em không có cố ý đâu, nhưng mà vô tình thì em hay trâu mày nhăn mặt. Người khác đối diện mà nhìn vào con thì tưởng là con là người rất là lạnh lùng. Nhưng mà thật ra tiếp xúc rồi thì thấy là con có lùng nhưng mà con không có lạnh lắm. Có lùng chứ không có lạnh. Dạ. Dễ thương. Nói chuyện tao trâu mày tao thấy khó chịu đúng rồi. Mai mốt cạo chân mày đi khỏi trâu lại. Và bạn trai, cụ thể về nghề nghiệp của mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em công việc của em là kinh doanh và sửa chữa mua bán xe nâng xe xúc ạ. Điểm mạnh của em là rất là năng động và vui vẻ. Em không hút thuốc, yêu văn nghệ. Hát thử một bài đi. Hát. Xin phép hát một bài liên quan về nghề nghiệp của em luôn nhé. Rồi. Dạ. Dạ, bài hát này lấy lời nhạc chế của bài Duyên Phận. Xe nâng xe xúc, xúc gì đó. Rồi, rồi, vô, vô luôn. Nào. Dạ, để em hát không? Hồi phần sau. Cái này cầm chơi được hả? Dạ, làm đẹp được hình. Đời anh thơ mãi, yêu một mình em thôi. Lòng thầm thương em từ rất lâu nhưng còn ngại ngùng. Sợ rằng em chê, người anh lem lúc thấy tay chẳng dính vết dầu. Nghệ thuật nhân gian, từng giọt mồ hôi rơi. Cuộc đời quanh năm đập các cưa đo đạc suốt ngày. Thế nhưng mà anh lòng say xưa lắm. Làm nghề thơ mai anh phải học từ lâu. Em ơi nghề anh cũng như bao nghề thôi. Cũng vang niềm vui vang tiếng cười. Phong sương đời trai nhiều khi buồn đau mà lòng anh luôn cố gắng vượt qua. Em ơi nhìn đi thế gian ngoài kia có bao người đang say rất nồng. Mong em cùng anh dừng say, làm nghề thơ mãi nên tính anh luôn thẳng tâm. Dễ thương. Rồi, em gái em kia đáp lại coi nãy em hát được đó. Em xin phép hát một bài tiếng Trung đi ha. Rồi. Chính chính thế cho ní tờ ở tố, xa ràng hề yô. Chính quả dung yên bú xuyên thầy tố, để ní xô. Đã khai ní tờ ái chinh sổ chơ, 就在此刻为你唱的专属情歌，你要记得。 Ủa mà sao thông dịch viên tiếng Nhật rồi đi hát tiếng Trung? Tại vì em thấy bài này nó hay, nó đang nổi trên TikTok với chị. Xin chào con. Con chào chú. Trời dễ thương quá. Con có tật xấu gì không? Tật xấu của con là con ăn hơi nhiều. Ăn nhiều mà có chút xíu hả? Dạ đúng rồi, con ăn nhiều nhưng mà con không có mập, mà cái bạn ở cùng phòng với con nó mập. Thôi ơi. Mấy mối tình rồi? Duy nhất một mối tình à? Kéo dài lâu? Khoảng 5 năm á chú. 5 năm dài thòn luôn á. Vậy sao chia tay? Tại vì giữa hai người nó không có cái quan điểm cùng chí hướng á, cho nên là... Quen từ lớp mấy? À, lớp 12. 12. Quen từ lớp 12 tới đại học mà nó không cùng chung chí hướng. Hay lớn lên có anh nào theo đúng không?
Dạ không, có theo nhưng mà con không có theo lại. Không theo lại đúng không? Ý là chưa có phù hợp. Coi như mối tình nó bỏ qua nha. Bên kia thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi em trai? Dạ em trải qua được một mối tình này chỉ có Tường. Bao lâu? Dạ. Mối tình em kéo dài khoảng 3 năm á. Sao chia tay? Lúc đó là công việc em cũng chưa ổn định lắm nên là không có thời gian nhiều để quan tâm mình với tới bạn gái á. Xảy ra nhiều chuyện không mong muốn nên là dẫn chia tay. Thật ra bây giờ mình yêu nhau mình phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì tình yêu mới lâu dài được ha. Vâng. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái là cao khoảng 1m50 trở lên. Em thích bạn gái có mái tóc dài càng tốt, có nụ cười đẹp, hàm răng đẹp. Bên không. Kia nụ cười có đẹp, hàm răng có đẹp, tóc chưa dài lắm. Dạ, tóc chưa dài có thể dài được không sao. Bạn nữ biết nấu ăn được càng tốt. Nấu ăn được dạ, nha. Biết được, nấu được. Rồi điểm nào không thích ở bạn nữ? Không thích bạn nữ quá chua chát. Vừa nói chua chuyện, vừa chát. Như nói chuyện cọc và nói lớn. Nói giọng chua đó. Dạ, đừng có nhiều chuyện quá. Em nãy giờ em nghe cái bạn bên kia nói có chua không? Dạ, em thấy ngọt lắm anh. Này ta nhão nhẹt à, dễ thương lắm. Em thích phụ nữ bạn gái là có tính trẻ con xíu càng tốt. Trời, đúng mình rồi. Trẻ con lắm. Tại vì bạn nữ mà có tính trẻ con á, nhiều khi mình cái công việc gì người ta xin mình hỏi cái gì á mà người ta nói nũng nịu xíu mình cảm thấy rất là dễ chịu. Đúng rồi, phụ nữ càng nhõng nhẽo càng thích. Dạ. Lúc mình quạo nhõng nhẽo mình mệt thêm. Vậy còn bạn nữ, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn là bạn trai của em trước tiên là phải hiếu thảo, có trách nhiệm với bản thân mình, với người thân, và phải chín chắn, suy nghĩ chín chắn và sâu sắc. Còn ta về... làm giám đốc mà mấy thứ đó chuyện nhỏ. Có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ được, 1/3 của chú Huyền Linh là con rất là mãn nguyện luôn rồi chú. Quay mặt quá, tôi coi được 1/3 không? Đây đẹp trai hơn. Dạ, em chào chị. Vui tính hơn. Làm lớn hơn chú làm giám đốc. Chú làm... Ai đốc chú làm. Ai xuống chú làm giám suối. Hơi ốm thiếu ăn, về mình nuôi được không? Không sao. Không mốt, sao. Vài mốt ví dụ mà có con thì con sẽ nuôi cho mập luôn. Có cái gì không thích ở người bạn trai? Con muốn bạn trai con cao, to, có thể đen nhưng mà không có được hôi. Thì đó, cái gì? Không có được hôi. Hôi hả? Dạ, nhìn phải, mình phải chỉnh chu, sạch sẽ. Dễ gì hôi. Có hôi không? Làm gì có, giám đốc ta ngon lành thơm phức. Máy móc á, sợ máy móc dầu mỡ quá đó. Trong công việc thì cái đó là mình không có tính. Đi chơi hẹn hò thơm được rồi. Dạ. Cao chưa có to, nhưng mà chị to thấy là chuẩn mình hợp lý được. Rồi đó. Khi nào tiến tới hôn nhân được? Sang năm là có thể được. Ok, khi nào em tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là hai người hợp nhau là tiến tới hôn nhân được. Dạ. Nhưng mà bây giờ hẹn hò người em đang ở thành em phố đúng không? Em ở thành phố. Quận mấy? Em ở quận Bình Thạnh. Dạ cũng rằng ạ. Rồi công việc có sắp xếp đi hẹn hò được không? Dạ thoải mái, công việc em sắp xếp thoải mái ạ. Thoải mái ha. Dạ. Giám đốc mà lo gì đi ha. Khi nào có đi chứ. Sau này là mình lập nghiệp ở đó luôn đúng không em? Hiện tại công việc em đang ở Long Thành, Đồng Nai. Chị dạ. Thấy là cặp này hợp lý rồi đó. Rất được đó. Bây giờ đó là bạn nữ bên kia, bạn xem coi hình ảnh bạn trai hồi lúc nhỏ coi đẹp trai không nha. Dạ. Chiêm ngưỡng trước đi. Đó. Trời. Đẹp trai không? Dạ rất là baby cute. Baby cute. Mắt to chứ thường. Đen tròn. Dạ. Càng lớn nó sụp lại mí rồi đó. Được ha. Dạ được. Rồi bạn trai bạn nhìn đi, bạn gái lúc nhỏ đây. Đó. Đoán cô nào không? Chắc là cô váy trắng hả? Cô váy trắng đó. Được không? Cái hình gì mà oan nghiệt vậy trời. Nhưng mà chắc vậy thì thành công lắm à. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với hai bạn đại học của em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Bạn em thì hiền lành, nhí nhảnh, dễ thương. Còn anh bên này thì nhìn anh chín chắn và nhìn anh già hơn so với tuổi. Nếu mà hai người thử tìm hiểu thì em nghĩ là hợp. Thảo thích người chín chắn, trưởng thành. Rồi, dạ, cảm ơn ạ. Và hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh chị và cháu ạ. Nhận lời đầu tiên cho Văn Đông gửi lời chào thân thiện tới chương trình. Dạ chào anh. Tài là một người sống chân thật, chân thành, rất là hiếu thảo, rất phù hợp với em. Và anh thấy em ở chỗ em bù đắp lại cho Tài thì anh nghĩ là rất là hợp. Xin hết, xin rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn sếp. Để xem hai người hợp nhau không. Mở rào. Vô liền nha. Rồi, xin mời hai bạn. Chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Đây là bó hoa này là anh bó 60 hoa. Dạ. Ý nghĩa giống là 60 năm cuộc đời em. Dạ. Anh đã tận dụng được hết phần nữa đó rồi. Hôm nay anh muốn gặp em là mình mong là
anh bắt đầu lại từ đầu, sẽ có 60 năm đời tiếp. Dạ. Món quà thứ hai anh gửi em. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Em cũng có một quyển sách muốn tặng cho anh. Không biết là anh có thích đọc sách không anh ha? Từ nay cho thích đọc sách. Dạ, em hy vọng là anh sẽ thích nó. Anh thấy em sao, có giống như là anh tưởng tượng không? Thật sự là anh không tưởng tượng được như vậy luôn á. Tại vì em nhỏ quá đúng không? Không phải, em rất là xinh, dễ thương. Em cảm nhận anh như thế nào, chắc hơi thất vọng hả? Anh cũng được mà, cũng dễ thương mà. Anh hơi cứng xíu tại vì anh dùng cả thanh xuân của anh đó để lo cho công việc rồi. Dạ. Cả tuổi thanh xuân anh dùng cho công việc, còn lại tuổi già anh để lại cho em. Đến với chương trình, anh xin hát một bài để tặng em. Anh thích em, thích nụ cười, thích ánh mắt, thích cả bờ môi, thích bước chân kiều xa gót ngà, thích tất cả những gì là của em. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc gương để đường em soi, đường em ngắm ngay khi thức dậy. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc son môi để đường em bôi. Ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế. Và anh thầm ước trong chiếc bóng được bên em đi khắp nơi, anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về. Anh ước chỉ có thể mãi bên em người ơi, tình yêu anh dành cho em. Và anh còn ước trong chiếc gối được em ôm trong giấc mơ, anh hứa sẽ sớm mai tình cảm kia của riêng mình. Anh ước chỉ có thể miễn sao em được vui với anh. Không gì có thể thay thế em. Hay quá. Hay lắm. Gái, ý cảm nhận như thế nào? Dạ rất là hay luôn chị. Em có muốn đáp lại gì không? Dạ em cũng hát, xin hát tặng anh một đoạn ha. Đừng hát bài đập vỡ cái đàn nha em. Dạ không. Em hát một đoạn bài Ngại Ngùng thôi ạ. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm em mang, từ tầng sâu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó em cho anh mãi như còn, thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Dạ xin hết ạ. Bây giờ thôi, mình thôi đưa cái đàn đi, trò chuyện một chút xíu. Thế về quan điểm tình yêu đi. Không hay tụi đàn nghe cũng dở. Anh nói trước nha. Dạ. Anh thấy khoảng cách không có xa, là Long Thành Đồng Nai mà lên đây thì cũng rất là gần. Dạ. Giờ anh có phương tiện điều kiện để lên với em, nên là lúc nào em cần anh sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể đến được. Công việc trong ngày tuần thì em rảnh những ngày nào? Thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ. Cuối tuần thì em hay về quê. Cái đoạn đường em về quê thì cũng có đi ngang qua Long Thành. Nhà của em là ở Trảng Bom. Không biết là đối với anh thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất trong tình yêu ha? Anh cần nhất là sự chung thủy và sự thông cảm. Đối với em, yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu là sự tin tưởng. Phải tin tưởng nhau. Anh cũng giống dạ. như em. Rồi hai bạn tiến tới, bạn trai mạnh dạn tiến lên nắm tay bạn gái để chúng ta cảm nhận. Dạ. Ở lần đầu tiên gặp em mặt rung. Này mình thấy như thế nào? Em rung hả? Dạ. Em thấy tay anh lạnh hơn tay em luôn. Tay anh lạnh đó hả? Dạ. Hỏi em thích con trai hơn gái? Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm. Mà nếu như được đồ làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Đó là cái sẽ thích hơn thôi anh. Khó lắm. Trai gái gì cũng được. Đã có suy nghĩ trong đầu rồi, cái đẻ con gái cái bực mình. Bực mình cái đẻ thêm đứa con gái bực mình nữa. Vậy là đẻ ra con gái thì sao anh? Con gái dễ thương mà, dễ mình dễ chăm đó. Mỗi người một câu nữa thôi. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Em rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Rồi. Rồi, về chỗ đây. Trở về vị trí với bạn. Những gì hai em nói cũng đã nói rồi, nhìn nhau đã nhìn rồi, cảm nhận tất cả mọi thứ rồi. Chúng ta hãy lắng đọng lại để quyết định xem có hẹn hò hay không, quyết định có đi đến xa hơn hay không. 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất đơn giản và nút mời hai bạn. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Trên hôn em nhé.
rất là dễ thương. Hình như là cặp đôi này họ sinh ra để dành cho nhau hay sao đó. Anh tin rằng tụi em sẽ sớm báo tin vui đó nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Ai đầu tiên trong ngày hôm nay, xin mời. Xin chào. Wow, đẹp trai quá. Đồ con ha. Đẹp không? Đẹp. Thiệt không? Đẹp trai này, nghe đẹp trai bên kia chị Cát Tường dưới khoái rồi. Em tên là gì? Dạ em tên Tấn. Tấn? Mấy Tấn? Dạ 3 Tấn. Tấn làm nghề gì? Dạ em hiện giờ là nhân viên kinh doanh anh. Bao nhiêu tuổi Tấn? Dạ nay 28 tuổi anh. Rồi. Dạ bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Lê Huỳnh Anh ạ. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ em 24 tuổi. 24 mình đang làm công việc gì anh? Dạ hiện tại em đang làm công việc nhân viên văn phòng ạ. Ở bên đây cũng rất là xinh gái, bên kia thì lại đẹp trai. Mà tại sao bạn xinh gái như thế này mà lại ế? Thật ra lúc trước em học chuyên ngành chính của em, lúc trước em chọn là ngành bác sĩ pháp y. Chị pháp y là mình mổ xẻ rồi này kia hả? Dạ em học chuyên gì mổ xác. Trời đất ơi ghê vậy. Cô này cá tính mạnh này nha. Nhưng mà sao mình đang học cái đó rồi mình lại chuyển qua ngành khác? Em thấy cái ngành này thì mình có gia đình. Là sao? Tại vì thường thường mà tâm lý mà một người mà muốn tìm hiểu mà để quen với mình mà người ta nghe đúng rồi ngành mổ xác thì người ta sẽ rất là. Nhưng mà lý do tại sao xưa bạn lại chọn cái nghề đó bạn? Em thích ngành này vì em thích sự khám phá. Đó rồi. Cũng là một cái suy nghĩ, một cái cá tính rất là mạnh. Như vậy là bạn Tấn, bạn thấy được cá tính của bạn bên kia rồi ha. Bạn là kinh doanh. Dạ. Bạn làm được bao nhiêu lâu rồi? Cũng 4 năm rồi anh. Bạn rất đẹp trai, cao to. Mà cái này chị Cát Tường nói là thích đẹp trai thôi. Thấy mới tin nha, chứ còn quảng đẹp trai, cáo không có tin đâu. Những người đẹp trai rất đào hoa. Dạ. Rất là nhiều người phụ nữ đẹp bên cạnh mình. Dạ. Tại sao đến bây giờ bạn vẫn chưa tìm được một nửa cho bạn? Ý anh nói là nhiều người mà đẹp trai thì có nhiều mối này kia, cho nên những bạn nữ em quen thì họ cũng nghĩ như anh luôn. Cho nên khi mà em bắt đầu câu chuyện này kia thì rất là khó. Thì lúc đầu là người ta nghĩ là mình sẽ không chung thủy. Với hai nữa là trong cái công việc em này kia đó thì thời gian em không có nhiều tìm hiểu. Khi em làm này kia về rồi em cũng đi học này kia. Bạn học gì thêm nữa hả? Dạ em học Anh văn nữa anh. Ở trong cơ quan của bạn tôi nghĩ là rất nhiều bạn gái xinh đẹp. Không lẽ mình không tìm hiểu được một người nào đó? Không, dù rồi tôi có thấy báo chí đăng rất là nhiều là tình công sở. Không lẽ chẳng có một chút tình nào công sở hay sao? Nó thật, ngày khi mà hồi xưa em làm á thì có. Nhưng mà trong công ty á, cái công việc mình nhiều khi mình không có cư xử như một người bạn trai được. Ủa sao vậy? Dạ tại vì thấy dụ như công ty công việc thì phải ra công việc. Cho nên nhiều khi em sợ nữ á sẽ không có hiểu cho mình. Cho nên em không có quen trong công ty này vậy. Dạ. Bạn Anh ơi, tại sao bạn biết chương trình này mà đến tham gia? Dạ mẹ em đăng ký tham gia chương trình này cho em. Mẹ đăng ký? Dạ mẹ em cũng muốn tham gia chương trình luôn. Mẹ muốn tham gia luôn mẹ hả? Mẹ muốn tham gia luôn hả? Mẹ đâu? Mẹ sao mẹ không tham gia? Dạ mẹ có chút việc nhà nên mẹ không có tham gia chương trình được ạ. Dạ. Vậy mời mẹ đăng ký nha, ghi tên luôn đi Cát Tường. Mẹ đăng ký chưa? Mẹ em đăng ký rồi. Đăng ký rồi. Bây giờ mà để cho con đi trước coi tìm được bạn trước rồi mẹ mới tìm sau. Dạ hay cái này hay nha. Hay cái vụ này tôi hay với Cát Tường là làm luôn hai mối luôn á. Vậy mẹ em hiện giờ đang làm công việc gì? Nhà em có ba anh chị em ở nhà. Mẹ ở dưới quê Cà Mau ở với anh trai, còn em ở đây với em trai em. Có nghĩa là nếu mai mốt mẹ lên tham gia chương trình là đi từ Cà Mau lên. Dạ. Mẹ ở không bao lâu rồi? Ba mẹ ly dị 10 năm rồi. Rồi mình làm con cái mình cũng phải lo tìm đường cho mẹ mình trước nha. Rồi mẹ Tấn bây giờ tôi hỏi Tấn nè. Bạn tham gia rồi còn ba bạn sao? Thì kỳ dẫn lên. Thì hỏi mối dò vậy thôi mà. Hỏi sao anh biết à? Hỏi thử coi ba bạn sao, nhà sao? Dạ ba em ở nhà thì cũng ở nhà thôi. Nhưng mà thì em cũng muốn tìm cái mối cho trai em. Trời. Vậy là ba cũng đang phòng không chiếc bóng hả? Dạ. Rồi hợp lý luôn. Bữa nay là coi như gom gọn hai mối luôn. Bây giờ hỏi thử nha. Ba bạn khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Ba em khoảng 55 anh. 55. Mẹ em nhiêu tuổi? Dạ 54. Rồi hợp luôn. Rồi ok. Đăng ký ba bạn tên gì nó luôn đi. Dạ ba em tên Minh. Minh Minh. Dạ. Mẹ bạn tên gì bạn? Dạ mẹ em tên Trần Tiết Liễu à. Tên Liễu. Rồi người tên Liễu tên Minh quý vị nhớ nha. Sẽ có một lần một người tên Liễu, một người tên Minh ngồi đây nha. Anh mốt chương trình ghép đôi đó nha. Dạ. Vậy bây giờ bạn muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Thật ra em thích một người bạn trai phải có tính trung thực, phải có sự rõ ràng, và đặc biệt là trong cuộc sống của người đó phải có xác định rõ mục tiêu
mình sống điều gì và ước muốn điều gì, mình sẽ làm được điều gì. Khi công việc ổn định rồi thì mình sẽ lo được cho gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Không có lễ phép và không biết chuyện. Cái thứ hai là không thành thật. Bạn có thành thật không? Thật anh. Thành thật. Có lễ phép không? Dạ lễ phép. Trung thủy không? Dạ trung thủy. Trung thực không? Trung thực. Đây, những điều gì mà bạn thích ở người con gái? Trước tiên cũng phải lễ phép. Thứ hai là biết cách cư xử với người lớn. Thứ ba là vui vẻ, biết là bắt chuyện. Tại vì em cũng tương đối là nói chung ở ngoài thì em chung hơi lạnh lùng, nên là không có nhiều chuyện để nói. Cho nên muốn bạn gái em thì có vui vui chút. Muốn bạn gái nhiều chuyện đúng không? Bạn có một kế hoạch vào cho tương lai giống như bạn gái yêu cầu bên kia không? Dạ có anh. Mục đích của bạn như thế nào? Em cũng muốn là tìm hiểu bạn gái em. Xong rồi em sẽ về nhà bạn gái em chơi. Thì em sẽ thể hiện cái lễ phép và cái kính trọng. Thứ nhất là để cho người nhà của bạn gái em đánh giá em. Xong rồi bạn gái em muốn gì nó cũng rõ ràng như vậy. Có mục đích đàng hoàng luôn, rất rõ bên ràng. Bên đây á là muốn, nếu mà có bạn gái thì muốn đến thăm gia đình của bạn gái. Em thì lại thích người bạn trai là lễ phép. Thì yeah. Bây giờ nếu như bây giờ các anh bạn bên này là mình chịu rồi đó, thì em có ý định dẫn bạn về thăm mẹ em ở dưới Cà Mau không? Tại tính em hơi kỹ tính, em phải tìm hiểu kỹ rồi mới dẫn về nhà. Mà nếu bạn nó đi là có dẫn ba đi theo nữa. Sẵn thăm gia đình luôn. Nói đùa, bây giờ em có một cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình nữa không? Về ngoại hình đi. Không thích con trai miệng rộng. Cái gì? Miệng rộng hả? Tại sao? Miệng này nhỏ lắm. Quay cái miệng qua coi. Túm lại như dưới, đừng có cười to quá. Chúc có hỏi, em ở đâu vậy? Là em là Chúc nha không? Dạ. Dễ thương. Dạ. Nhớ đi thì nhớ dắt ba theo nha. Dạ. Về nói ba lập hồ sơ đăng ký bạn muốn hẹn hò luôn nha. Dạ. Đó, dạ. Nhớ nha. Dạ. Được á, chị thấy dễ thương đó. Dạ. Liều lát nói chuyện nhớ túm túm cái miệng lại chút. Không, dễ thương đó em. Sao? Bà thấy Cà Mau sao? Dạ, không xa. Không sao? Không, cho nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đi không? Xa quá có đi không? Đi nha, đi Cà Mau dạ, nha dạ. Cà Mau có nhiều món ăn hấp dẫn lắm dạ. Xin chào bạn. Anh dạ. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái duyên nó gần đến với bạn rồi đó dạ. Tôi nghĩ rằng hai người rất là hợp. Tôi hỏi bạn nè, bạn có thích đẹp trai không? Đẹp vừa thôi. Đẹp vừa. Trai quá không phải của mình, của người khác. Thấy chưa? Thấy chị Cát Tường thấy chưa? Đừng có đẹp trai quá nha. Đẹp trai như tôi là không được đâu. Trời ơi. Nói luôn. Thôi và bây giờ chúng ta hãy kéo màn lên để cho hai bạn trẻ có thể nhìn nhau. Nhìn giùm luôn cho cả ba mẹ của mình. Bạn màn thích đẹp gái không? Dạ thích. Thích đẹp gái hả? Dạ. Nhìn là thích đẹp gái không? Dạ. Đẹp gái đào hoa lắm nha. Đẹp gái không phải của mình đó. Vừa thôi. Nhưng bạn ở đây đẹp thiệt. Phải tự tin lên chứ. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Anh có điều gì muốn nói không? Dự sử như khi tìm hiểu xong cho phép về nhà em không? Dạ anh được à. Chưa bấm nút gì về chi. Hỏi anh miệng có rộng không? Ủa anh thấy miệng anh sao? Dạ bình thường à. Dạ. Ở khi mà đi chơi thì em thích đi chơi những nơi nào? Nơi nào mà vui là cũng được, nhưng mà hạn chế đừng có đông người ha. Đủ 2 người được. Dạ không ạ. Anh nghĩ sao với em ạ? Em dễ thương, vui. Dạ tâm. Em cảm ơn anh. Anh ơi vậy anh có bấm nút không? Hết à. Ta không trả lời. Tại vì đó là bí mật của anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Thì anh và em hẹn hò á, trong cuộc nói chuyện hai người á thì em không thích những cái gì ở bạn trai. Em không thích người trễ giờ. Cái thứ hai là khi hẹn hò thì phải xác định rõ địa điểm để mình đi. Em không thích phải kiếm chỗ. Cái thứ ba là trong quá trình mình nói chuyện thì em không thích một người mà nói chuyện quá nhanh hay là quá cứng nhắc hoặc là lãng mạn quá, em cũng không thích. Dạ. Em thích một người là làm việc gì là phải có sự rõ ràng là mình làm gì kế tiếp. Trước khi gặp nhau viết nguyên cái sớ là bữa nay cũng làm gì. Ủa mà em thích hẹn hò ở đâu? Phải chọn địa điểm trước thì hỏi thử có thích ở đâu luôn cho để chọn trật à. Thì sẽ như trên phố thì em thích hẹn hò những nơi nào? Em thích những quán cà phê mình lịch sự. Có nhạc thì nhạc như thế nào? Ý là nhạc nhẹ hay nhạc dịch á? Trong quán thì em thích nhạc nhẹ hay là nhạc... Em không thích nhạc nhẹ quá. Nói chung là trung bình. Dạ đúng rồi ạ. Giờ anh đồng ý. Mà trong ánh sáng hay trong bóng tối? Dạ ánh sáng à. Tôi lo cho em quá, tôi hỏi giùm đó. Hỏi gì hỏi nữa đi để anh hỏi đi. Hơi khó đó. Em có gì hỏi anh không? Anh đừng có run. Làm gì run dữ vậy? Em đâu có run sao anh run vậy? Anh không thích người mẫu người bạn gái mình sao? Thích như em là được rồi. Cảm ơn anh. Thôi, hết
giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 Thôi ngủ đi. Ba má không biết có đang theo dõi không. 3 Rất là dễ thương, bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai kế bên? Nhìn không phải anh ấy dễ gần, có thể mình tin tưởng được à. Đúng. Còn em thấy sao? Bạn em dễ thương lại. Dạ. Nắm tay nhau đi. Dạ. Nắm tay nhau đi. Sao, cảm nhận sao? Dạ nóng quá. Được không? Nhắm được không? Có truyền điện gì chưa? Có đúng không? Chúc mừng hai bạn. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời đem trai. Nhà gái giới thiệu trước nha. Xin chào tất cả mọi người đang cùng tham gia chương trình. Xin chào chị Ngọc Lan và xin chào chú Huyền Linh. Thì mình tên là Đào Thanh Việt Phương và hiện tại thì mình 25 tuổi và đang là một MC tự do. MC cho nên là cách giới thiệu rất là chuyên nghiệp. Mời nhà trai. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Em tên là Hồ Đình Huấn, năm nay em 27 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh, chuyên bán về nguyên liệu và gia công cho ngành kim hoàn. Là thợ bạc đó hả? Dạ, thợ bạc. Bên đây thợ bạc à nha. Điểm mạnh điểm yếu là gì à, MC xinh đẹp bên kia? Dạ, nếu như nói về điểm mạnh của bản thân em thì em nghĩ em là một người kiên trì và nỗ lực cho những việc mà mình làm, và đồng thời cũng rất là tỉ mỉ và ra được những cái kế hoạch khác nhau trong lúc mà mình làm. Còn về điểm yếu thì bản thân em đôi khi hơi cảm xúc trong việc đưa ra quyết định và hơi chần chừ với những cái điều gì đó mới mà mình mới bắt đầu. Người làm nghệ thuật thì trong công việc đôi khi hay bị cảm xúc nó lấn át lắm. Nhưng mà không sao, cảm xúc thì thăng hoa thôi. Rồi, còn bạn bên kia? À, thì ưu điểm, điểm mạnh của em là em là một người hiền lành, hoạt bát, vui vẻ. Em rất là nhiệt tình. Thường là mọi người nhờ cái việc gì em cũng hỗ trợ hết mình với cho người ta hết. Thì em cũng không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Thì tửu lượng em rất là yếu. Em uống một cái ly rượu nhỏ thôi là đã muốn xỉn rồi. Thật ra hai bạn cùng làm nghệ thuật đó. Bên kia cũng làm nghệ thuật, bạn cũng là một người làm kỹ thuật mà nghệ thuật luôn. Dạ. Bởi vì làm thợ bạc mà ha, phải rất là khéo léo. Có những cái tác phẩm phải làm coi như là nghiên cứu rồi, phải thật là kỹ lưỡng luôn á. Dạ. Cho nó đẹp ha. À, em có mấy mối tình rồi? Thật ra là em chưa có mối tình nào cả. Chưa là có. Yêu đơn phương thôi. Thì lúc đó yêu đơn phương đó là từ năm cấp 2 em yêu cho tới năm cấp 3 luôn. Yêu vậy đó, không nói gì luôn à? Không, cũng có tỏ tình mấy lần rồi nhưng mà bạn đó không chấp nhận. Lý do gì bạn không chấp nhận, có hỏi không? Có hỏi thì bạn cũng không có trả lời. Ủa vậy tính ra bé này nó rất là quyết liệt trong tình cảm nha mọi người. Tức là người ta từ chối mấy lần rồi nhưng mà bạn ấy vẫn yêu, vẫn đặt cái niềm tin. Chào em. Vậy mới bằng lĩnh đàn ông chứ. Rất là quyết liệt trong tình yêu đó. Nhưng mà đến cuối cùng sao mà mình bỏ cuộc vậy? Cuối cùng thì bạn đó quen được bạn trai khác rồi. Đó em cũng bỏ cuộc luôn. Không quen là dám cũng tỏ tình tiếp á. Đúng rồi. Dễ thương quá. Một cậu bé dễ thương thế này ha, có duyên thế này mà có tay nghề ổn định nữa mà không thương không yêu thiệt. Nó nghe nè. Bữa nào làm cho chị Lan một cái chiếc nhẫn giống y chang vậy đi. Nhẫn này của chị Lan là nhẫn giả đó em. Bây giờ chị muốn làm cái nhẫn thiệt. Bây giờ mình nhịn mẫu này cái mình làm được không? Được chị. Mẫu này lên máy tính làm được hết gì? À vậy là máy tính nó sẽ kỹ, nó sẽ sắc sảo hơn so với làm mình làm tay. Bữa nào chú không có cái vòng tay á. Dạ. Chú làm chú vòng tay giống vậy nha, chú vòng bự bự chút xíu ha. Chú lắc tay cũng có làm lắc, được. Lắc là luôn nha. Dạ. Chú làm sẵn cái nhẫn cái chiếc lắc luôn ha. Chú muốn màu nào? Màu vàng đó. Màu vàng phong thủy hả? À, phong thủy rồi có đính kim cương rồi lên đó. Ha. Mình làm cho chú vòng luôn nha. Nếu mà làm cái nhẫn thì phải làm cái vòng luôn. Thôi chú cứ vừa phải là chú kỳ. Nhưng mà thanh toán là Ngọc Lan thanh toán hết. Được không? Được. Dài thanh toán cũng được, miễn miễn có thanh toán được có rồi. Có thanh toán là mừng lắm rồi. Dễ thương quá à. Được rồi.
Thấy rồi, thấy nhà trai dễ thương chưa? Tôi lo tôi qua nói chuyện tôi bỏ nhà gái tôi. Nghe vàng vòng cái chạy qua đây liền à. Thiệt tình luôn. Mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bên kia người ta sợ nè. À, nếu như nhắc về mối tình mà em có thì chắc là em xin đọc một vài câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân đi. Ừ. Là có người mà mình yêu nhưng mà không gần được, có người yêu mình nhưng mà không ừ được. Và tính tới thời điểm hiện tại thì em cũng chưa trải qua mối tình chính thức nè. Ừ. Nên là có những người mình thích nhưng mà họ lại không có biết cái điều đó. Dạ. Nhưng mà có những người họ thích mình nhưng mà mình lại không có hợp. Dạ đúng rồi. Cũng ngang trái lắm. Đúng rồi. Người coi ta như... kêu là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo á. Ừ. Bây giờ tình mà nó là duyên số thôi. Đúng rồi. Nè, bây giờ nhà gái đó là chưa có mối tình nào. Bên đây cũng chưa mối tình nào. Đây là một cặp gọi là tiên đồng ngọc nữ đó. Nghe không? Còn riêng hết. Bây giờ là mình cho cái tiêu chí tìm người yêu đi. Coi giống bên đây không? Dạ. Tiêu chí của em về một bạn nam đó là bạn sẽ điển trai, có thể đeo mắt kính, cao hơn em, và giọng nói của bạn ấm áp và truyền cảm. Và nếu như bạn biết nấu ăn thì nó sẽ là một lợi thế. Tại vì em cũng rất là thích được ăn ngon và thưởng thức những cái món ăn khác nhau. Bên đây gần như có hết á. Mình đó có nấu ăn được không? Khó không? Nấu ăn được nhưng chưa chắc ăn được. Em thì nấu ăn không được nhưng mà việc nhà em làm được hết. À, đó, ở nhà thường phụ mẹ dọn dẹp, quét nhà, lau nhà hoặc là rửa chén em làm. Chưa vậy giỏi rồi. Ta tỉ mỉ lắm, làm cái nghề mà kim hoàng đó. Dòng vàng này là tỉ mỉ lắm. Đúng rồi. Nấu ăn thì được nhưng mà chưa chắc ăn được. Từ từ rồi cũng sẽ ăn thôi. Từ từ được ăn không được cũng phải ăn được. Vậy thôi. Cái mẫu hình lý tưởng có thích một người nào đó không? Giống người nào đó không? Giống hơn ta. Theo em nghĩ thì sẽ là một diễn viên Trung Quốc. Hả? Là Lưu Học Nghĩa. Thích mà... Lưu Học Nghĩa hả? Lưu Học Nghĩa. Lưu... Biết luôn hả? Đẹp trai. Đẹp trai lắm. Dạ. Đẹp trai. Bên đây người ta dễ thương lắm đó. Ừ. Bây giờ quyết định là đi thích đẹp trai hay thích dễ thương? Em thích đẹp trai ạ. Thích đẹp. Hôm nay cũng đẹp trai à? Bên đây thì cũng nhưng mà nha. Dễ thương nhiều hơn. Ở đây lên mà vòng vàng, cà rá, dây chuyền này kia. Nhưng mà em cũng thích đeo trang sức với lại thay đổi trang sức khác nhau mọi khi. Đây khỏi lo. Trời ơi. Đeo từ chân tới cổ luôn. Vậy em muốn kiểu nào là ta lên vi tính ta làm được hết. Ừ. Không? Nãy hứa làm cho chị đeo từ lỗ mũi cho lỗ tai đeo hết. Tôi nói đeo càm. Đeo chi dữ vậy? Đeo chân mài đeo tùm lum hết. Rồi đeo chi dữ gì cho dướng? Đeo chơi cho nó vui vậy đó. Về đi, về là tôi nói làm cho đeo khoen tai, khoen mắt, khoen mũi. Đeo tôi nói khoen chân mài, đeo từ cầm, đeo tùm lum xuống. Đeo mà đi ra ngoài người ta nhìn luôn á. Được không? Được. Nhà tay tôi hứa vậy, tao đi vàng nhà tay tôi nhiều mà. Muốn làm gì cũng được á. Thôi. Rồi giờ tới nhà trai nè, tiêu chí thì sao nè? Thì tiêu chí của em thì là em cũng không thích một bạn nữ quá đẹp hoặc là hay không. Vậy là cho em không thích chị đâu đúng không? thường mấy bạn đẹp em giới không tới. Khó đâu, mình đừng. Em đừng có như vậy, dạ. Sao mà lại nói câu đó? Chỉ sợ ta cá tính quá mình khổ thôi. Cá chứ... tính quá thì nó khó khăn trong cái sự hòa hợp thôi chứ mà đẹp hay không đẹp gì nó không quan trọng. Không quan trọng. Quan trọng là phù hợp với nhau thôi. Dạ. Có những người đàn ông họ rất là xấu nhưng họ có vợ rất là đẹp, đúng không? Ví dụ như chú Linh nè. Đó, cũng được. Chị Thảo rất đẹp. Thấy không? Cũng được. Vậy đi, đừng nữa. Có lo vụ đẹp. Ngoài ra em cũng thích mấy bạn gái tóc ngắn ngang vai á. Thường em đi ngoài đường mà nhìn mấy bạn mà tóc ngắn là em để ý hoài. Tóc ngắn coi như là ngang vai nhìn nó trẻ trung sôi động ha. À, đây Ngọc Lan có người đại diện. Chú công nhận Ngọc Lan xinh đẹp, dễ thương. Dễ thương lắm chứ bộ. Đúng rồi. Trời. Chỉ có cái hơi giữ với chú thôi. Giữ với chú thôi chứ đâu có giữ với ai đâu. Đúng rồi, vậy thôi. Đừng giữ với trai nha. Trai nó bỏ có trai đâu giữ. Thôi được rồi, bây giờ mình hỏi người thân đi, mở rào cho hai kẻ gặp rồi. Em đi với ai? Dạ, ngày hôm nay thì em có đi với một chị đồng nghiệp làm chung với em. Chị MC luôn ha. Dạ, em chào tất cả mọi người. Em chào chú Nguyễn Linh, chào chị Lan, chào anh. Dạ. Thì theo cái quan sát nhìn ở phía bên đây thì cười vui lắm. Cả ngày cười chắc cũng được ha anh ha? Đúng. Hồi xưa là người lúc đi học cô lúc nào cũng khen cười tươi. bị cô phạt bắt đứng lên cũng cười. Nhưng mà tủ lượng kém là mai mốt là ví dụ như có, tại vì bên đây cũng hay
đi chơi vui vẻ mà vui vẻ không quạo nha. Thì nếu mà vậy là Phương trở về hay sao ta? chắc đầy đổ lượng em rất là yếu. Uống không có được nhiều hết, uống với bạn bè một thời gian xong là em kiểu như là uống giữ mình á. Uống là biết đường về chứ không phải là uống tới bến luôn. À không có tới bến nhưng mà nói là tưởng tượng có một ly nhỏ xíu gì là bên đây chở. Không, thường là nó đỏ mặt vậy thôi nhưng mà vẫn còn tỉnh. À là chở về được. Nhưng mà uống rai rai, uống từ từ thôi, uống mùa tấp nập quá thì chịu không nổi. Với cái thời khoảng thời gian làm việc với lại Phương ở bên đây á, thì Phương là một cô gái rất là dễ thương. Nhưng mà Phương ở bên trong của Phương á, lại là một người rất là cá tính. Tức là bạn sẽ rất là thích thử thách, thích trải nghiệm những cái thể loại mới. Nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng giống như là nó sẽ không ảnh hưởng đến pháp lý, chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu mà như vậy thì một cô gái mà họ có cái bên trong nó hơi gọi là hơi thử thách một chút xíu thì mình có thấy sợ hãi hay là thấy ngại không? Nếu mà thử thách thì lúc đầu chắc cũng sẽ ngại đó, nhưng mà nếu mà vượt qua được thì mình nghĩ là sẽ chinh phục được đó. Chưa mình chỉ là chưa biết bạn đó ra thử thách gì thôi. Đúng, em nếu mà ra được thử thách mà mình vượt qua được đó, có nghĩa là mình sẽ hợp với bạn. Rồi về sẽ thử thách thôi. Ha, yên tâm. Rồi, em thấy hợp không? Hai người hợp không? Cho chơi cảm giác mạnh không á? Ừ. Không mạnh lắm đâu chị, không mạnh lắm đâu. Vừa nhưng mà bởi vì Phương là một cái người nó không phải là chủ động để nói ra cái điều đó. Cho nên là mình đá xin anh trước. Là ví dụ như bạn có thành đôi với lại bạn, tức là bạn với Phương á, thì mình hãy xem thử coi những có những cái môn hay là có những cái hành động gì để mình có thể kéo và lôi kéo Phương đi theo chơi theo cùng. Phương thì rất là thích những người đó. Sorry em chị thì nói luôn em ha. Đó, thì mình cần phải chủ động và nói chung là giống như là có một người để mà có thể đi trước, che chở và đồng hành cùng với Phương. Thì đó những gì mà chị nghĩ là Phương sẽ rất là thích và cần. Theo anh đó, Phương phải chủ động nhiều hơn bởi Phương là MC. Đúng rồi. Bạn này là người bình thường. Bạn Phương phải là người nói nhiều hơn, hoặc bát hơn, hoặc ngôn nhiều hơn. Rồi từ từ mới dẫn dắt cậu này đi theo. Ha? Tức là Phương muốn gì Phương phải nói. Đúng rồi. Thì nó sẽ dễ hơn trong cái cuộc dễ sống. Dễ hơn bởi Phương là MC mà. Ừ. Rồi, ok, cảm ơn em gái nhiều. Còn Huấn đi với ai? Dạ, hiện tại thì em đi với ba, nhưng mà ba em không có bận công việc, không có tới kịp chương trình. Rồi. Rồi, không sao, có chú Nguyễn Linh. Ha. Rồi, yên tâm. Bây giờ thì chúng ta mở rào thôi để cho hai mở bạn đi. Nói chuyện với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi hai em. Mình có một món quà tặng bạn ha. Thật ra thì mình cũng có chuẩn bị một món quà, nhưng mà món quà này có lẽ là sau cái phần trò chuyện thì mình mới gửi đến cho bạn. Tại vì nó sẽ có cái ý nghĩa của nó, cho nên là mình đợi thêm một xíu thời gian. À vậy hả? Vậy là chị Lan hơi lanh hả? Dạ. Cầm lên, chị Lan xin lỗi. Rồi bây giờ quà này là cái gì nè, chúng ta mở ra cho khán giả biết nè. Quà này là một cái tách sứ thôi, một cái quà nhỏ rồi không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Hy vọng là bạn sẽ thích nó. Thì thí dụ mà mình có quen nhau, có hẹn hò với nhau á, thì mình sẽ còn nhiều quà hơn ở phía sau nữa. Cho nên là cái quà này chỉ là quà ra mắt trước mắt thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mốt về lần hẹn thứ hai là phải khắc tên bạn trong một cái chiếc lắc hay gì đó ha. Dạ. Trong lần cái này, chiếc nhẫn hay gì đó. Một cái tách rất là đẹp mọi người. Khi mà Phương ở nhà uống cà phê nhâm nhi thì vẫn có thể nhớ đến bạn ấy. Ha, lần sau thì sẽ là cái muỗng để khuấy cái cà phê cho nó đủ bộ. Rồi, hai bạn về vị trí ngồi đi. Chúng ta cảm nhận chưa giờ gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt mình thấy thế nào? Chắc là cho bạn chia sẻ trước đi. Khi mà bạn thấy được Phương thì bạn cảm thấy như thế nào? Mình thấy là bạn cười tươi nè. Với có cái răng khểnh, mình bạn gái có răng khểnh lắm. Cảm ơn bạn. Còn thật ra thì đối với Phương thì Phương mới thấy bạn, thì Phương cảm thấy bạn cũng là một người rất là dễ thương giống như chú Huyền Linh nói.
và bạn cũng có tặng một cái món quà cũng rất là ý nghĩa trong buổi ngày hôm nay, cho nên là Phương cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Anh đi, anh em đi cho nó tình cảm đi. Dạ. Mới đầu còn hơi ngại xíu. Dạ anh em luôn đi, vô anh em luôn nha. Dạ. Thì không biết được là bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa ta, tại vì Phương có chuẩn bị khoảng 100 câu hỏi để hỏi mình á trong buổi ngày hôm nay á. Rồi, thì bạn cứ hỏi đi. Nhưng mà thật ra là nói vui thôi, mình chỉ chuẩn bị vài câu thôi. Thì nếu như được lựa chọn ba con vật yêu thích đi thì bạn sẽ yêu thích con vật gì? Mình á hả? Mình thích nuôi chó với nuôi mèo. À, nuôi chó với nuôi mèo. Vậy thì hiện tại ở nhà bạn có nuôi một con chó hay là một con mèo? Không, nhà mình thì tại vì có em bé đó, cho nên người thân cũng không muốn nuôi chó mèo, sợ bụi lông lông thú nó bay vô em bé thôi. Ok, nhưng mà thật ra thì đối với Phương thì Phương cũng rất là thích nuôi chó. Trước đó thì Phương cũng đã có ba con chó rồi, cho nên là có thể sau này chúng ta có thể cùng nhau nuôi chung một con chó thì cũng được. Trời, hai đứa đứa nuôi ba con về lo cho chó mèo còn mệt. Rồi hơi đâu thời gian đâu lo cho nhau nữa. Mỗi lần đi chơi gom mấy đứa nhỏ theo luôn. Vậy, sẵn tiện dắt chó mèo đi dạo đi chơi luôn chung luôn chú, tiện lợi hơn. Dạ. Hồi xưa thì mình cũng thích chó mèo lắm, nhưng mà ba mẹ lại không cho, sợ phải dọn dẹp này nọ rồi nuôi chăm sóc thì hơi cực. Ủa, gặp nhau ta nói chuyện chó mèo không vậy? Vô chuyện tình yêu đi. Mấy đứa đang hẹn hò đó, chứ không phải là chương trình là em yêu động vật nha. Ta có 2 phút mà vô nói chó mèo không à? Vuốt tóc lên cho đẹp trai nè. Đây chị Lan vuốt cho. Nào. Rồi. Đó. Rồi thì mình cũng hỏi bạn câu đầu tiên rồi, giờ chắc là câu tiếp theo thì anh hỏi em đi ha. Thì em là nãy em nói là em cần một người biết nấu ăn, vậy là em có biết nấu ăn không? Nếu như nói về nấu ăn thì em có thể nấu ăn được. Và cái người mà muốn thử cái món ăn của em cũng là một cái người sẽ rất là chịu chơi á. Tại vì em sẽ sáng tạo từ một cái món ban đầu, nó sẽ ra n cái món khác nhau tùy nguyên liệu có được. Nói chung là ai mà đam mê mạo hiểm á là quen cô này là hợp lắm. Cô này là hay cho những rất là nhiều thử thách. Ăn muốn mạo hiểm thì chuẩn bị thuốc sẵn đi. Nó test nhiều lần rồi cho nên là vẫn đảm bảo an toàn, cho nên là không sao rồi. Rồi giờ hai đứa là hẹn hò nhau sao, là lần đầu tiên hẹn hò thì hẹn hò ở đâu, có tính chưa? Cái đó thì nếu như được hẹn hò lần đầu tiên thì anh nghĩ là sẽ hẹn ở đâu thì sẽ được. Thật ra thì tình trường của anh nó cũng không có nhiều lắm. Cho nên chắc cũng hẹn hò cũng là đi ăn ngoài đường ngoài phố thôi, rồi sau đó có thể đi ra phố đi bộ, đi dạo vòng vòng ngắm cảnh này nọ. Thường là có thường thì thường sẽ tấp vô một mấy quán cà phê để dễ nói chuyện hơn. Hiện tại là anh đang ở đâu ta? Hiện tại anh đang ở quận Tân Phú. Tân Phú thì có một cái nơi nào anh cảm thấy thú vị ở cái quận Tân Phú của anh không? Quận Tân Phú khu anh thì cũng như là cũng khu mới thôi, cũng không có gì nhiều hết, chỉ có một cái đặc sắc là hàng Iron Mall và cái phố ăn thôi. Phố ăn hồi xưa đó là phố ăn 2.000, bây giờ chắc không còn 2.000 nữa đâu, lên tới 40.000, 50.000 rồi. Dạ, rồi có nghĩa là mình sẽ có thể đi ăn được đúng không anh? Sẽ được đi ăn nhiều. Đúng chủ đề. Dạ. Tại vì thật ra thì em cũng là một người rất là thích được đi đây đi đó và trải nghiệm những cái điều mới. Cho nên là ví dụ có món ăn nào ngon hoặc là đặc biệt thì cũng có thể cùng nhau đi ăn. Cũng sẽ khá là ổn. Em muốn hỏi một câu tiếp theo là không biết là anh có suy nghĩ như thế nào về tình yêu? Tình yêu hả? Thì anh chỉ là muốn tình yêu đến một cách tự nhiên thôi. Chứ không kiểu giống như là nhìn mặt nhau cái em hẹn hỏi anh không. Thì cái đó trực tiếp quá thì tự nhiên, giống như là sẽ có một điều kiện mình nói chuyện với nhau, làm quen với nhau, rồi lúc đó thì tới phát triển tình cảm từ từ lên. Cảm ơn anh. Nếu như anh có cơ hội thì anh sẽ có lựa chọn chủ động để tấn công em hay không, hay là anh sẽ đợi tín hiệu từ em thì anh mới có thể chủ động được? Thường á, lúc là lần đầu tiên á, thì chắc là anh sẽ chủ động đó. Nhưng mà có thể lần phía sau đó thì anh chưa biết rõ tính em, có nghĩa chắc là em cũng phải nhát xi nhan cho anh chút xíu. Rồi, dạ. Mà em có thích đi du lịch như này nọ không? Em rất là thích đi du lịch. Tại vì em đã từng đi rất là nhiều nơi rồi.
Là em đi bằng xe khách hay là xe máy? À, em đi xe khách cũng có, đi xe máy mà dạng đi phượt cũng có, rồi đi máy bay. Rất là nhiều nơi. Vậy cũng được, tại vì anh cũng thích đi du lịch, đi đi đây đó lắm. Hồi xưa cũng có đi xe máy ra tới Phan Thiết luôn, Nha Trang luôn. À, nếu như ra Phan Thiết thì em đã từng đi xe du lịch ra rồi đi một mình. Nhưng mà rồi, chưa đi kế hoạch kết hôn khoảng khi nào? Hai đứa bàn với nhau đi. À, anh có suy nghĩ gì về việc kết hôn không anh? Thì thật ra là anh cũng chưa tính tới chuyện kết hôn đâu. Anh muốn tìm hiểu trước, rồi mình hợp với nhau không thì mình tính đến nhau. Chứ chuyện kết hôn thì bên anh cũng, bên ba gia đình cũng không có yêu cầu quá cao. Thì để cho hai người tự nhiên làm quen với nhau thôi. Thì rồi đợi chuyện gì tới cũng tới. Không có kiểu giống như là gấp rút và phải cưới liền trong năm hay là gì đó. Đối với em thì em cũng chưa có nghĩ đến cái việc kết hôn. Tại vì em vẫn còn muốn được tự do và bay nhảy. Thứ nhất là với cái công việc này hiện tại của em đang làm. Và em cũng dự định khoảng tầm 30 tuổi thì mới nghĩ đến cái việc đó. Ủa năm nay là em bao nhiêu? À, năm nay thì em 25 tuổi. 25, 50 là 5 năm nữa hả? 5 năm nữa được. Được không? 5 năm nữa đó được không? 5 năm nữa cũng được, lúc đó em cũng mới qua 30 xíu thôi. Rồi. Rồi. Hợp lý. Bây giờ đó, Tuấn bước tới nắm tay bạn gái đi. Rồi nói gì nói, tình cảm của mình dành cho bạn ấy nãy giờ đó. Trái tim mình thấy làm sao? À, thật ra là anh không biết là em có bấm nút hay không. Nhưng mà anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để coi đối phương như thế nào. Để rồi sau đó thì mình có thể tiến tới, nghĩ tới chuyện tương lai. Mà có phần nắm tay nữa anh. Vậy Thật ra thì em cũng sẽ giống anh, em sẽ không có thích cái gì nó quá vội vàng. Tức nghĩa là có thể xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay nhưng mà mới gặp nhau thôi, cho nên là sẽ chưa nói được gì hết. Nhưng mà em vẫn mong muốn có thêm được một người bạn mới nếu như có mình đã có cơ hội ở đây để gặp nhau. Còn cái việc bấm nút hay không thì sẽ thông qua cái phần tiếp theo thì mình có thể biết được. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ em có thể gửi anh cái phần quà mà em đã chuẩn bị rồi. Dạ. Trong phần quà này thì sẽ có hai bức tranh. Mỗi bức tranh nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau. Nên là em sẽ quyết định gửi cho anh cái bức tranh này. Nhưng mà sau khi đợi kết quả bấm nút xong thì mình hãy mở ra nha. Thì em sẽ chia sẻ rõ hơn về cái ý nghĩa của bức tranh. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Cô này rất là tinh tế nha. Một người con gái, một người phụ nữ rất là tinh tế. Và đây là một người phụ nữ độc lập, tự chủ và chủ động trong cuộc sống. Độc lập tự do hạnh phúc không? Độc lập tự do thì phải hạnh phúc rồi, không cần phải nói điều đó. Bây giờ sao không Mai? Bấm thôi. Bấm thôi đúng không? Chứ còn nói năng gì nữa. Suy nghĩ cho thật kỹ. Và khi mà đã quyết định thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha hai bạn. Chị Lan sẽ đếm. 1 2 3 Cùng bấm. Hai bạn bấm rất đều đó. Nào, chính thức hai bạn đang hẹn hò với nhau. Đúng rồi. Cảm ơn hai bạn. Vậy thì chúng ta hãy mở cái bức tranh ra đi. Đây chị cầm. Trong bức tranh này thì em đã vẽ một cái hình ảnh của hai người và theo em nghĩ là hai người này có sự thấu hiểu với nhau cho nên là mới ra được cái hình ảnh như vậy. Và kế bên thì nó có một cái đóa hoa cúc trắng. Hoa cúc trắng thì nó sẽ tượng trưng cho một cái tình yêu nhẹ nhàng và nó sẽ đến từ từ, nó xuất phát từ tình bạn nhiều hơn. Và nó cũng có một cái đoạn thơ của Nguyễn Thiên Ngân, thì anh có thể đọc thử cái đoạn thơ đó. Sài Gòn ngày 22 tháng 2 năm 2022. Người ơi, bây giờ là mùa hạ, chúng ta đang sống phút giây không thể quay về. Mình không cần biết ngày mai là một ngày mây đen hay là một ngày nắng mật. Chỉ biết yêu nhau lúc này, chỉ biết rằng như bàn tay cần nắm bàn tay. Nguyễn Thiên Ngân. Rồi, vậy thì hai bàn tay nắm với nhau và hát một bài hát nào đó. Này, chị Lan cất cho. Đó, hai bàn tay nắm với nhau, nhìn thẳng mắt nhau. Hai bạn nhìn thẳng với nhau nào, nắm hai bàn tay luôn. Đó,
cùng hát một đoạn, một bài hát nào đó. Thì anh tới chương trình anh cũng có chuẩn bị một bài nho nhỏ dành tặng cho em thôi. Thì bài đó là bài Ánh Nắng của anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Rồi, rồi, rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hãy nắm tay thật chặt, hãy làm những gì mà chúng ta đã nói từ nãy giờ, hãy làm đúng với trái tim của mình, hãy yêu nhau và chăm sóc mối tình này để đi đến kết quả tốt đẹp. Bây giờ sẽ là những phần quà dành cho các bạn.